Tao nghĩ là an toàn rồi đó. Ủa mày ai vậy? Tao là Thanh. Cứ gọi tao là bác sĩ Thanh. Đâu tờ Thanh nữa hả? Bác sĩ thì được rồi. Ủa nhưng mà tao cần mày giải thích á, nghĩ là lùm xùm quá, tự nhiên con bao rồi gì tùm lum quá trời vậy. À, hồi lên cậu cử tao đi giúp mày. Hồi lên cậu hả? Ủa hồi lên cậu là ai? Gồm những người giống mình. Những người giống mình à? Ê, nếu vậy là mày cũng có siêu năng lực. Đúng rồi, tao có thể làm đau người khác. À, vậy tao là Thạch, tao cũng có thể dừng thời gian bằng flash. Tao biết, nhưng mà mày đừng kể siêu năng lực của mày nhiều quá, người ta có thể lợi dụng mày đó. Ok, mà người ta là ai vậy? Sắp bắt nó rồi. Mà lại bị đánh lén. Dạ thưa sếp, em đã cho người đi tìm kiếm khắp các quận rồi. Tìm được nó chưa? Dạ đâu em nữa mày, tìm được nó chưa? Dạ được chưa. Mày cái điểm nó cho tao. Dạ sếp ơi. Gì nữa? Dạ mình đã xài hết người, mình xài hết đi hết luôn rồi. Vậy thì để tuyển thêm người. À vô dụng. Cái gì nữa? Dạ, em đã quên nó. Ba mày. Mày có tin cái này vô đầu mày luôn không? Dạ, nãy sếp kêu em kiếm thêm người, giờ em kiếm được rồi sếp. Gì nhanh vậy? Rõ đâu? Dạ. Hey, mày kiếm ra thằng Picky Blider này nhìn hề quá vậy. Em cũng không biết nên nó kiếm em, em kiếm nó nè. Cái gì? Cứ kiếm mày à? Cái gì? Hát tử nhất rồi. Ok, bạn là nhất. Nó là nhất kìa mày. Sếp vô tính á. Mày vô tính đi cha ta đi. Nhì bạn luôn. Tao là thằng có địa chính với mày luôn. Là tao có một cái thằng này cần nhờ mày kiếm. Lần cuối cùng ông gặp tụi nó là ở đâu? Lần cuối cùng nó gặp nó lỡ sữa. Mày kiếm được nó xong, nhớ kiếm nguồn điện cho tao. Ok, mày cứ xuống dưới đó đi. Có rất là nhiều lính của tao ở dưới đó, nó sẽ hỗ trợ cho mày. Không có sợ. Nó ở đâu mày? Em cũng biết. Hôm nay tao bận hơi nhiều rồi đó. Ê, mấy người này có nghe cái gì không? Chuyện bóp mày đánh lén ở đây à? Mày nhìn đó, còn trời bét cái mồm. Còn nghe nói ở đây á, khu đất thiên á, tối tới là ma quỷ nó hiện hình, nó bay tùm lum ở đây. Mày đừng có liên thiên nữa, lo mà coi đồ đi. Nếu mà mất đồ ở đây không cần đợi tới ma đâu. Ê, đây không phải trò chơi. Ê thằng kia, tao nói mới nghe không? Má thằng này đi. Nó mục tiêu rồi, nó mục tiêu rồi. À, nó đi nè, nó đi nè, nó đi nè. Nó mục tiêu rồi, nó đi rồi. Ok, giờ cái bụng của em á, ăn uống đầy đủ. Yeah. Một ngày uống 2 lần, tránh vận động mạnh nha. Dạ dạ. Rồi ok đó, lấy thuốc đi. Dạ dạ. À đây, gửi em. Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Yeah, bye bye. Ôi bro, sao tao phải ở đây tao bán thuốc hoài vậy? Bên ngoài bây giờ nguy hiểm lắm, cứ lẫn ở đây đi. Nhưng mà hôm qua hình như mày nói với tao là có hội linh cẩu gì đúng không? Cái chỗ này nó không có giống một cái hội ha, có mình mày à. Mấy đứa khác đang làm nhiệm vụ mật rồi, 3-4 ngày nữa nó mới về. Nếu mà một tổ chức làm nhiệm vụ mật vậy thì giúp tao có lợi ích gì? Bởi vì mày có khả năng
ngưng động thời gian. Bây giờ cái năng lực của tao nó không có mạnh như mọi người nghĩ đâu ba. Điều khiển thời gian thì tao cũng bị ngưng mà tao phải phân chết mẹ luôn. Trời ơi, nhưng mà cái gì nó liên quan đến thời gian á là chỉ có mình mày có thôi, đặc biệt là chỗ đó. Nhưng mà mày lại bi bô bô kể cho mọi người, và mày làm việc cho thằng Bâu nữa. Ê, mày cũng có siêu năng lực đúng không? Cái siêu năng lực của mày là làm người khác đau bụng. Sao mày biết? Cái phòng khám này nó khả nghi lắm luôn á. Mày bán đúng một loại thuốc, trị đúng một loại bệnh luôn. Tin mắt đấy, nhưng mà không có đốn. Khả năng của tao là chuyển cơn đau từ người này sang người khác thôi. Ủa? Ê, khoan 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 nha. Vậy là hồi nãy giờ mày đang đau bụng của ông kia rồi. Đang rất là đau luôn á. Tưởng sao, chê tôi là siêu năng lực cũng phải lực mày. Bây giờ kiếm khách mới cho tiệm rồi. Có khách hả? Có khách hả? Chỗ là bóp. Nhớ đi giùm nha. Rồi, người tiếp theo. Rồi, em đau chỗ nào? À, không biết nữa, mấy em này em cứ đau bụng hoài à, bác sĩ ơi. Ồ, đau bụng hả? Đưa tay ra tôi kiểm tra lại. Ờ, cái bụng của em là ok rồi nha. Ơ, bụng em hết đau rồi bác sĩ. Wow, quả như lời đồn nha. Bác sĩ chỉ cần sờ vào cái mặt em là em hết đau rồi. Tôi mà. Mà làm sao anh tìm được tôi hay vậy? À, là bác sĩ là do là em tìm được cái vị thuốc này dưới gầm máy của cái phân xưởng nhà em. Em hỏi mãi người ta mới chịu trả lời cho em biết chỗ này của bác sĩ. Vậy là tìm được nhau là có duyên rồi đó. Đúng thuốc rồi đó. Ngày uống 2 viên nha. À, vậy thôi hả bác sĩ? Ừ. Không biết là bác sĩ có bao giờ nghe tới thông tin hai cái người có siêu năng lực mà dạo gần đây mọi người hay truy tìm không bác sĩ? Siêu năng lực à? Tôi là không biết cái gì rồi nha. À. Lần sau mà mày còn làm vậy tao tự bán thuốc nghe chưa? Ủa mày biết mới à? Đồ nghe đi. Đồ lẹ 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 nghe là tao. Đi. Nguy gì vậy ba? Tao mới đi vậy xong à? Nãy tao xài siêu năng lực, tao không thấy đau bụng. Là sao? Là sao? Nãy đang giả vờ mà nhở? Chắc không? Đi đâu vậy? Ê, tao đây sao? Nó bắt tao sao? Ê! Đi. Đi nhanh kẻo nó ngọt rồi tới. Ok. Có người đứng chờ kìa ba. Quay xe. Sao nhiều quá vậy? Giờ sao? Tao còn chút phân cuối cùng. Gì ghê vậy ba? Gì năng lực gì gắt vậy? Xong rồi đó, đi thôi. Tuyệt vời á. Đi đâu mà sớm vậy? Tí gì vậy? Tìm được rồi nha. Á chà. Sao vậy? Cái gì đánh tao? Còn sao nữa? Cứ tưởng là sẽ khó lắm. Vẫn còn một thằng. Chạy hết con rồi. Mày ok